Lâm Đồng tìm thấy người đàn ông mất tích trên thượng nguồn nơi gặp nạn. Tối mùng 8 tháng 9, nạn nhân mất tích hôm mùng 6 tháng 9 đã được tìm thấy trên thượng nguồn dòng suối chảy qua thôn Thống Nhất, nơi tìm thấy xe máy của nạn nhân. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà cho biết, khoảng hơn 18 giờ ngày mùng 8 tháng 9 đã tìm thấy nạn nhân Phạm Thanh Tuyền, thường gọi là Tiền, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà tại thượng nguồn dòng suối chảy qua thôn Thống Nhất, nơi tìm thấy xe máy của nạn nhân. Một lãnh đạo huyện Lâm Hà cho biết, hôm nay, mùng 8 tháng 9, huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng bằng mọi giá phải tìm thấy nạn nhân Tuyền. Nhiều phán đoán cho rằng nạn nhân Tuyền điều khiển xe máy qua đoạn cống trên dòng suối qua thôn để về nhà thì gặp nạn. Người dân tại đây cho biết, nếu đúng ông Tuyền bị nước cuốn trôi, không loại trừ khả năng đã bị trôi ra sông Đồng Nai. Tuy nhiên, tối nay nạn nhân lại nổi lên trên thượng nguồn nơi bị nạn khoảng 10 mét. Một ngư dân cho rằng cống ngầm nhỏ hơn dòng suối nên thượng nguồn bị dòng nước chảy xoáy. Khả năng ông Tuyền bị rớt xuống sông, sau đó bị dòng nước cuốn trôi ngược lại thượng nguồn khoảng 10 mét. Như báo giao thông đã đưa tin, trong trận mưa lớn tối mùng 6 tháng 9, một người đàn ông 51 tuổi, trú tại huyện Lâm Hà bị trôi mất tích. Nạn nhân là ông Phạm Thanh Tuyền, thường gọi là Tiền, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng cho biết, một người đàn ông cùng xóm tên là Đồng đi thể dục phát hiện có xe mô tô biển kiểm soát 71C207305 mắc kẹt tại dòng suối gần nhà. Liền thông báo và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai tìm kiếm. Ông Nguyễn Quang An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, cho biết, trước đó, địa bàn xã Đan Phượng có trận mưa lớn từ 17h30 phút đến 22 giờ. Theo thông tin ban đầu, chiều ông Tuyền đi ăn cưới tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, đến khoảng 20 giờ thì điều khiển xe máy về nhà tại xã Đan Phượng.